Ngày 4 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 104 ca mắc Covid-19. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại An Giang và Đồng Tháp. Bắc Giang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Ca mắc Covid-19 tăng, 3 địa phương ở tỉnh Bình Phước không phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 6 tháng 11. Thêm 6.580 ca mắc Covid-19 mới tại 49 tỉnh, thành phố. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh Covid-19 trên kênh Tin tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị Covid-19 ngay sau đây. Ngày mùng 4 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 104 ca mắc Covid-19. Hà Nội từ 18 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 11 ghi nhận 104 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 64 ca cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Theo đó, từ 18 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 104 ca bệnh, trong đó cộng đồng 64 ca, khu cách ly 31 ca, khu phong tỏa 9 ca. Phân bố theo quận huyện: Ba Đình 21 ca, Gia Lâm 15 ca, Hà Đông 12 ca, Mê Linh 12 ca, Quốc Oai 9 ca, Hoàng Mai 6 ca. Long Biên 5 ca, Nam Từ Liêm 4 ca, Bắc Từ Liêm 4 ca, Hai Bà Trưng 4 ca, Đông Anh 3 ca, Cầu Giấy 2 ca, Thanh Xuân 2 ca, Tây Hồ 1 ca, Sóc Sơn 1 ca, Đống Đa 1 ca, Quốc Oai 1 ca và Hoài Đức 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh ổ dịch Chùm liên quan đến ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 23 ca, chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi Cống Vị 16 ca chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ Tiến Thắng 13 ca, chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 13 ca, chùm liên quan đến ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai 10 ca, chùm liên quan đến ổ dịch Phú La Hà Đông 9 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 6 ca, chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ Ngọc Khánh 5 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch Thứ Phát 4 ca, chùm sàng lọc ho sốt 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh Hoài Đức 1 ca và chùm ổ dịch Nam Dư Lĩnh Nam 1 ca. Phân bố 64 ca cộng đồng theo chùm. Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 21 ca, chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi Cống Vị 16 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú La Hà Đông 9 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 2 ca, chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ Ngọc Khánh 5 ca, chùm sàng lọc ho sốt 3 ca, chùm ổ dịch Nam Dư Lĩnh Nam 1 ca. Phân bố 64 ca cộng đồng theo quận huyện, Ba Đình 21, Hà Đông 12, Gia Lâm 12, Hoàng Mai 3, Hai Bà Trưng 3, Thanh Xuân 2, Bắc Tử Liêm 2, Đông Anh 2, Long Biên 2, Tây Hồ, Sóc Sơn, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Mê Linh mỗi địa phương 1 ca. Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 4.692 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.801 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.891 ca. Chuyển sang thông tin tiếp theo, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại An Giang và Đồng Tháp. Ngày 4 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên, An Giang ký quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, áp dụng cấp độ 3 dịch COVID-19 tại các xã Văn Giáo, An Hào, các thị trấn Nhà Bàng và Tịnh Biên. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 5 tháng 11, chợ Nhà Bàng, chợ Tịnh Biên, tổ chức kiểm soát người ra vào chợ phải có giấy xác nhận đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi sau 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng và khai báo bằng mã QR tại chợ không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm thời chuyển sang hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ. Trong ngày 3 tháng 11, An Giang ghi nhận thêm 381 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.203 ca. Nhiều địa phương trong tỉnh có số ca mắc cao như Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Đốc và Chi Tôn. Hiện tại An Giang đang áp dụng cấp độ 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng, trong đó có 8 huyện thành phố đạt cấp độ 1 và 3 huyện đạt cấp độ 2 là chợ mới, Phú Tân và Tịnh Biên. Có 2 xã Hòa Lạc và Long Hòa, huyện Phú Tân, cấp độ 4, vùng đỏ. Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, hiện tại có hai bệnh viện là Trưng Vương và Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị Bệnh nghề nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã chi viện cho An Giang khoảng 20 y bác sĩ giúp An Giang dập dịch. Hai đơn vị này đã hỗ trợ An Giang 10 máy thở và 50.000 test nhanh để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các khu điều trị của An Giang đã cơ bản đầy bệnh nhân. Khu vực Bảy Núi, huyện Tịnh Biên và Chi Tôn có đông đồng bào Khmer về từ các tỉnh. Và hai nơi này có tỷ lệ nhiễm trong đồng bào Khmer khá cao, ông Hiền nói. Còn tại Đồng Tháp xuất hiện chùm ca lây nhiễm cộng đồng liên quan đến quán M ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông vào ngày 3 tháng 11. Đến nay đã có 77 ca mắc COVID-19 ở các xã Phú Thọ, Hòa Bình và thị trấn Tràm Chim. Huyện Tam Nông đã nhanh chóng truy vết và tiến hành phong tỏa 17 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm này. Đồng Tháp có 12 huyện thành phố của tỉnh thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình về dịch, đặc biệt có hai xã là Hòa Bình, Phú Thọ, huyện Tam Nông đang ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao về dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Bắc Giang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Tình hình dịch tại Bắc Giang phức tạp, các ổ dịch mới xuất hiện ở cả trong cộng đồng dân cư và tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tốc độ lây lan nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch PCD Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 3 tháng 11, toàn tỉnh phát hiện thêm 32 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có hai trường hợp phát sinh trong khu cách ly tập trung liên quan đến điểm dịch xã Thượng Lan, Việt Yên. 10 ca đã được cách ly tập trung, khởi phát từ khu công nghiệp. 16F0 tại điểm dịch huyện Yên Thế được xác định có yếu tố dịch tễ từ một ca bệnh trở về từ tỉnh Bắc Ninh. Một trường hợp là công nhân từ huyện Quế Võ Bắc Ninh về huyện Yên Dũng, ba người liên quan đến chợ Ninh Hiệp Hà Nội. Như vậy từ ngày 26 tháng 10 đến nay, tỉnh Bắc Giang có 114 người nhiễm COVID-19, trong số này có 23 ca liên quan đến điểm dịch Yên Thế, 56 ca liên quan đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 24 ca ở điểm dịch xã Thượng Lan và 11 ca đi về từ vùng dịch trong ngày có 3 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện, hiện còn 34 F0 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 80 F0 điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 2. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch PCD COVID-19 tỉnh, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, xuất hiện các ổ dịch mới cả trong cộng đồng dân cư và tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, phát sinh các ca lây nhiễm trong bệnh viện, trường học, tốc độ lây lan nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu tập trung cao, quyết tâm giữ vững thành quả, cố gắng trong vòng 7 đến 10 ngày dập được dịch ở những điểm mới phát sinh. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Ca mắc COVID-19 tăng, 3 địa phương ở tỉnh Bình Phước không phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày mùng 6 tháng 11. Hôm nay, mùng 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ra công văn số 3740 bổ sung các biện pháp phòng chống dịch khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 11, tỉnh Bình Phước ghi nhận 271 ca mắc COVID-19, trong đó F1 trở thành F0 là 135 ca, 36 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 39 ca là người về từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 xuất hiện nhiều ở huyện Trơn Thành, thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng tăng, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh chưa đạt độ bao phủ để tạo miễn dịch cộng đồng, Cụ thể, chỉ có 74,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, có 15,7% dân số đã tiêm mũi 2. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã bổ sung các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0 giờ ngày 6 tháng 11, người đến và về Bình Phước từ vùng cấp độ dịch từ 2 đến 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ. Khi vào tỉnh, người dân phải khai báo và tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một cách nghiêm túc, thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức giám sát trường hợp trở về địa phương và chịu trách nhiệm nếu người tự theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà nơi lưu trú không chấp hành nghiêm quy định làm lây lan dịch bệnh. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Trơn Thành dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 11. Các huyện thị xã còn lại của tỉnh Bình Phước căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh có quyết định cho bán phục vụ tại chỗ nhưng không được vượt quá 50% công suất, giữ khoảng cách tối thiểu 2m hoặc phải có vách ngăn. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thêm 6.580 ca mắc COVID-19 mới tại 49 tỉnh, thành phố. Tình hình dịch COVID-19 Thông tin các ca nhiễm mới Tính từ 16 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 16 giờ ngày mùng 4 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước, tăng 401 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố, có 2.889 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 981, Bình Dương 948, Đồng Nai 939, Kiên Giang 478, An Giang 381, Tiền Giang 263, Tây Ninh 240, Đắk Lắk 210, Sóc Trăng 198, Bình Thuận 194, Cần Thơ 186, Long An 178, Trà Vinh 123, Hà Giang 110, Hà Nội 100, Bà Rịa Vũng Tàu 98, Đồng Tháp 97, Ninh Thuận 78, Vĩnh Long 75, Bắc Giang 68 Phú Thọ 67, Bình Phước 52, Cà Mau 51, Bắc Ninh 51, Hậu Giang 45, Quảng Nam 42, Thanh Hóa 36, Bình Định 35, Khánh Hòa 34, Gia Lai 29, Hưng Yên 26, Thừa Thiên Huế 26, Điện Biên 24, Hà Nam 21, Đắk Nông 17, Thái Nguyên 14, Đà Nẵng 13, Quảng Ngãi 11, Phú Yên 5, Hải Dương 5. Quảng Ninh 4, Hà Tĩnh 4, Quảng Bình 4, Lào Cai 4, Nam Định 3, Tuyên Quang 3, Hải Phòng 2, Vĩnh Phúc 2 và Thái Bình 1. Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bạc Liêu 290 ca, Bến Tre 52 ca, Quảng Nam 48 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Bình Dương 175 ca, Đắk Lắk 112 ca, Kiên Giang 104 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 5.656 ca trên ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 946.043 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ 1 triệu người thì có 9.603 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 941.159 ca, trong đó có 823.589 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 435.717, Bình Dương 236.241, Đồng Nai 69.138, Long An 35.360, Tiền Giang 17.479. Tình hình điều trị: Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.731. Tổng số ca được điều trị khỏi 835.406 số bệnh nhân nặng đang điều trị 3.093 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.129, thở oxy dòng cao HFNC 527, thở máy không xâm lấn 120, thở máy xâm lấn 297, ECMO 20. Tình hình xét nghiệm trong 24 giờ qua đã thực hiện 113.066 xét nghiệm cho 193.462 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 22.623.158 mẫu cho 61.289.134 lượt người. Tình hình tiêm chủng Trong ngày 3 tháng 11, có 774.054 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 84.884.074 liều, trong đó tiêm một mũi là 58.807.646 liều tiêm mũi 2 là 26.076.428 liều. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.